có biết từ chiêu bắt nguồn từ đâu không? Đèn vâu. Vậy chiêu trong sự nghiệp bắt đầu từ đâu? Từ số 0 đó, ngạc nhiên chưa? Số 0 của sự chối bỏ. Không tin. Không cần. Không muốn tìm hiểu. Không bắt máy. Không gặp mặt. Và không có thời gian. Ôi, chiêu ở chỗ nào chứ? Sắp rồi đây, số 0 đâu chỉ có một nghĩa. Không từ bỏ. Không thôi kiên định. Không ngừng vươn lên. Đó mới là số 0 khởi nguồn của chiêu. Chiêu là bên ngoài lạc quan, là bên trong nỗ lực, là phấn đấu từng ngày, nhưng tận hưởng từng khoảnh khắc, lan tỏa và truyền cảm hứng, trao niềm tin và sự bảo vệ, để chạm danh hiệu xứng vinh quang, đồng hành và sát cánh cùng hàng triệu gia đình Việt Nam. Cứ chiêu đi vì bạn không đơn độc. Bạn có chúng tôi đồng hành, hỗ trợ và sát cánh. Không là khởi đầu hay không là kết thúc, bạn mới là người quyết định. Cứ chiêu thôi. Vì tuổi trẻ cho phép. Bạn sẽ chiêu cùng chúng tôi chứ. Trở thành chuyên viên tư vấn tài chính tại Generali ngay hôm nay.